Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review chiếc Raider của Suzuki cho các bạn xem ha. Đây là chiếc phiên bản 2018. Nói chung là nhìn nó khá giống với phiên bản Sachia. Chỉ khác là chiếc này mình sản xuất ở chiếc này mình ráp lắp trong nước, còn chiếc kia thì mình nhập nguyên ở ngoài ha. Chúng ta cùng nhìn kỹ cái phần trái tim của cái máy đi nè. Nó khác cái ẹt hay là kia, đây là nó có cái dung tích là 1.3 lít ha, là mình khi mình thay nhớt là mình đổ 1.3 lít. Đó. Mình thì chưa có hiểu rành về chiếc này, nhưng mà ở đây mình sẽ review cho các bạn xem. Về cái phần đèn á, thì đây là cái bát của cái đèn nhan. Thì thường chỗ này nó sẽ có hai cái đèn nhan ra, nhưng mà ở đây bạn sẽ lấy hàng nhan gắn lên cái phần đầu rồi, cho nên nó nhìn khá là giống cái phần xe chia. Nên mình nhìn là mình có thể là nó như phiên bản nhập luôn, phiên bản của Indo luôn. Còn cái phần cục máy, nói chung là bạn này mua mới có nửa năm thôi nên chưa có đụng địa hay là chưa có độ gì hết, còn rất là mới ha, rất là sáng. Đây, nhìn thấy rõ không ạ? Nó rất là đẹp ha, Suzuki nổi bật. Còn phần đèn phía sau thì nói chung là mình đã thay cái đèn này rồi. Thường thường nó sẽ hai cái đèn lồi ra, ở cái phiên bản xe chia thì nó mới là nhét vô, còn cái phần đèn này là nó mình ở đây so có điểm cộng so với thằng ẹt, đó là chậu cái cốp để đồ ha, mình có thể được để được áo mưa hay là cục sạc điện thoại, nó rất là tiện lợi. Mình có để được cái khăn hay là cái áo mưa cũng sạc điện thoại, nó khá rộng so với ad nó thiết kế như thế, là giúp mình có thể để đồ, trường hợp là mình để cục sạc điện thoại hay là sạc dự phòng hay là áo mưa gì đó vẫn được, rất là tiện lợi. Ở đây bạn này là cái ga mình lắp thêm thôi ha. Về cái phần đồng hồ LCD rất là đẹp. Đây, mới chạy được có 11.326 thôi. Cái phần nữa là cái phần nó thiết kế ở cái phiên bản này á, là nó một nút đây mở nhanh, khi mình nhấn vào đây là nó mở, nó mở rất là nhanh, rất là tiện lợi, giúp cho trường hợp mà mình đi thì mình rất là an toàn, mình đẩy này vô và mình nhấn xuống thôi. Đây, anh thấy rõ không ạ? Rồi chúng ta cùng mở máy lên, chúng ta đề nghe cái tiếng máy nó ha. Ta còn nghe cái tiếng bồ nữa ha, tiếng bồ rất là quy lực ha. Máy rất là mạnh. Ở phân khúc này thì Raider nó sẽ cạnh tranh với thằng Ed Winner, nhưng do những người như mình hoặc là những bạn nhỏ có chiều cao hơi thấp thì mình nên lựa chọn thằng này đi, nó nhẹ hơn và nó gọn hơn. Tiếng bồ rất là quy lực. Nói chung nó làm nó xài full led luôn, giờ cái đèn đề mì ở trời nó cũng led luôn ha, xài full led luôn. Đây, bạn thấy rõ không ạ? Đây, giờ đèn nó chia làm hai tầng luôn ha, phần trên là led, phần dưới là full led luôn. Còn bình thường thì đèn đề mi nó luôn sáng ha, nó giống như phiên bản xe chia thôi. Ở đây là cái phần còn giữ lại của hai cái đèn nhan nên mình còn giữ lại được. Rồi, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn theo dõi video của mình.